Vừa qua, Hội đồng Lý luận Trung ương và Bộ Công Thương tổ chức tọa đàm khoa học về tổng kết một số vấn đề lý luận thực tiễn qua 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Tại buổi tọa đàm, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, 3 năm trở lại đây được coi là trọng tâm xây dựng thể chế ngành công thương với số lượng văn bản pháp luật được xây dựng và ban hành nhiều nhất trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, mặc dù đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ nhưng vẫn còn nhiều trở ngại mà Bộ Công Thương phải vượt qua. Do vậy, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã đề xuất tiếp tục tái cơ cấu ngành công thương, phân bổ nguồn lực có hiệu quả, hoàn thiện thể chế theo hướng chính phủ kiến tạo, nâng tầm hội nhập quốc tế, tập trung khai thác hiệu quả thị trường trong nước. Phát biểu kết luận tọa đàm, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao những chuyển biến của Bộ Công Thương, lan tỏa được tinh thần cương lĩnh đến cán bộ trong ngành. Tuy nhiên, cần tiếp tục có đánh giá sâu hơn về công nghiệp Việt Nam sau 10 năm nhìn lại đang đứng ở đâu, phải có được những định vị rõ ràng. Tiếp thu các ý kiến đánh giá, lãnh đạo bộ và lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ Công Thương sẵn sàng phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương trong công tác tổng kết cương lĩnh và làm rõ những nội hàm mới, những nội dung mới nhằm đảm bảo các nghị quyết của Trung ương thực sự đi vào cuộc sống, tạo bước phát triển và vị thế mới của đất nước trong các thập niên tiếp theo.